Hôm nay là mình sợ là Việt Nam đi mấy nhà 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 đóng cửa mà không hay nha. Bên đảo đóng cửa mấy nhà đóng cửa. Bên đảo các chỗ nào mà chủ là bên đảo phải. Bây giờ mình xem coi nhà hàng nào mở được ăn thôi. Mimosa. Khoa của? Khoa bắc hết bắc kìa. Ủa khoa bắc hết bắc này đây hả? Vô. Nằm vô. Quẹt qua đây hàng, quẹt qua đây vô. Nào. Đây nè, đường quẹt nè. Ôi vô mình xem coi nó mở cửa mày nè. Mình nghe ba mình nói thôi, ba mình nói là khoa phớt Việt Nam YouTuber nè, thành công lắm. Rồi đi ngang qua thấy đây nè, hôm nay mình ghé vô mình ăn đồng hộ coi. Nằm ngay đường Mimosa, này Mimosa Hall này trên đường Bel Air đó. Đó, bây giờ mình đang đứng trước cái khoa phớt này nè, bây giờ mình vô mình xem coi mình ăn mình đồng hộ YouTuber coi nha. Vô coi có bán gì không. Đó, bây giờ mình đang ở trên cái đường Bel Air Boulevard đó, rồi tất cả các mà đồ ăn Việt Nam ở đây phải không? Ừ. Đây là Việt Nam sao đó. Tức là nếu mà mình đi ngược về phía kia là China sao? Thì giờ mình ăn ở Việt Nam mà. Mình xuống kia mình coi, cái đồ ăn đi có gì ăn. Mới lẽ ra đó, giờ đã bụng rồi á, giờ đi kiếm đồ ăn. Mày muốn ăn gì? Ở đây nhà hàng như là Sunset đúng không? Giống như Cali mà phải không? Giống như Orange County mà phải không? Hơi Skyder hơn tí. Hơi Skyder hơn à, mà đồ ăn đi ngon hơn Cali không? Tùy theo mày muốn ăn gì. Tao nghĩ là đồ ăn ở đây ngon hơn San Jose, tùy món. Tùy món. Nhưng mà chắc không bằng Orange County. Đây anh Hiếu cũng ở bên San Jose nha các bạn. Không bằng Orange County. Tao cũng học ở Orange County 2 năm. Anh ở bên San Jose cho nên đồ ăn đồ uống cái như là review là cái như là trung thực chứ luôn. Trung thực. Tao ở Orange County 2 năm ở San Jose là gia đình là tao nên tao biết. Yeah. Nhưng mà tao ở Houston là lâu nhất. Houston lâu nhất đó. Rồi. Là Christmas mà cho nên người ta đóng cửa cho nên nào mà kiên xác thôi. Nhưng mà cũng hay là tới đây hình như là Việt Nam mình là cái như là mấy nhà hàng Việt Nam mà mở cửa hết đó phải không? Walmart đóng cửa mà đúng không? Starbucks mở cửa. Starbucks mở cửa. Để mình xem coi thế nào mà nó mở cửa coi, nhà hàng nó mở cửa mình vô mình ăn coi. Trong đây nó hay bị kẹt lắm hết trơn các bạn. Đây là cái khu Bel Air nè, trời ơi xăng ở đây cũng mắc nhé. 2.65 một gallon á. Nó mắc hơn cái nhà của anh Hiếu. Wow, chính là cái đường này Bel Air đó nha. Đi kiếm mấy cái nhà hàng này nó mở cửa hết nè. Wow, nó có Mimosa Mall hay gì cả. Mimosa Mall, Mimosa Mall. Qua bắc hết bắc kìa, vô. Ủa, qua bắc hết bắc này đây hả? Vô. Nằm vô. Quẹt qua đây hàng, quẹt qua đây vô. Nào. Đây nè, đường quẹt nè. Có cái cửa luôn. Vô luôn. Vô. Ôi giờ vô mình xem coi nó mở cửa mày nè. Hả? Đó, bây giờ mình đang đứng trước cái khoa phớt này nè. Bây giờ mình vô mình xem coi mình ăn mình ủng hộ YouTuber coi nha. Bây giờ mình đang đứng trước nhà hàng khoa phớt Hot Pot đây nè các bạn. Này trên này nằm trên đường Bel Air Boulevard ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Đó, gia đình mình mới đi lễ ra các bạn. Christmas, hôm nay là Christmas ngày 25 là đại lễ Giáng sinh đó, mới đi lễ ra xong rồi bây giờ gia đình mình xuống Bel Air này để đi ăn. Giờ đói bụng rồi thì vì nhà hàng Việt Nam mình nó mở cửa ngày hôm nay thì tình cờ mình đi ngang quay mình thấy khoa phớt Hot Pot nằm ở đây thì mình không biết anh khoa phớt nhiều thì mình nghe ba vợ mình có nói về là khoa phớt là YouTube Việt Nam mà cũng thành công thì mình đi ngang quay mình tình cờ mình thấy vậy mình muốn ghé vào để mình ăn để ủng hộ Việt Nam mình thì bây giờ mình vô mình xem coi nha các bạn. Cái khoa phớt Hot Pot nằm trong cái Mimosa Hall đây nè. Mình thấy cái khu cái này chỉ có khoa Hot Pot thôi. Mình thấy cái bảng hiệu lên này kìa các bạn. Đó thì trên đường này, con đường này là con đường Bel Air đó. Avenue đó. Bên kia có bánh phở về đêm. Rồi food spa này nọ đó. Này thành phố Houston, tiểu bang Texas đó. Này là Bel Air Boulevard nằm trên con đường này. Thì mình thấy nguyên nước này, cái nguyên nước cụm này luôn đó. Các bạn thấy không, để khoa Hot Pot thì mình thấy cái bảng á. Các bạn nó có cái logo của nhà hàng khoa phớt nằm trên cái đó đó các bạn. Mình thấy cái building này thì mình thấy bên kia đây là we open, chắc là nó ready để cho người ta vô ta mướn á. Thì Mimosa Hall nằm đây, nhà hàng khoa phớt Hot Pot nè. Mà nó chưa có mở. Ủa này chưa xong hả? Đó trên đây thấy khoa phớt Hot Pot đây. Ở bây giờ ở đây thì cái parking quá trời bự luôn đó các bạn. Đó, giờ xe mình đang đậu ở đó.
đó cái này trống không à, đó đi. Mình thấy cổng này mình mở rồi chắc mình tưởng là chắc mở cho người ta vô người ta ăn á, mà giờ đây nè. Đó, đây mấy cái cổng này á, thì nó vẫn còn đóng nha các bạn. Đó, chìa khóa, khóa ổ khóa vẫn còn đóng rồi nè. Đó, xe mình nằm đó, đó. Rồi, đang đóng rồi nè. Rồi, chưa có ai hết á, không có ai hết. Vậy là chưa có mở. Chưa có mở mà. Định vô đây rồi anh này ủng hộ mấy người YouTube Việt Nam mình thấy ai thành công thì mình cũng mừng lắm chứ các bạn. Mình cũng mừng cho họ lắm. Thì thật sự ra mình không có biết anh Khoa Phất này nhiều. Đó, mình chỉ có nghe ba vợ mình nói thôi. Là anh Khoa Phất nãy mình cho chung có các bạn coi chung quanh cái building này như thế nào. Mình không biết là bao giờ anh với khai trương cái này quá. Đây đằng sau đó các bạn. Đó, đây đằng sau của cái Khoa Phất Hot Pot đó. Mình không có ai hết. Không có thấy một bóng người hết. Đó, đây là cái sau này nè. Rồi cái này đằng sau này cũng có cái parking luôn nè, cái chỗ đậu xe. Chỗ xe thì đây là rất là nhiều nha. Đây xe thì rất là rộng, khu đất này rộng dễ sợ luôn đó. Texas đất đai nó không rộng dễ sợ luôn. Con đường Bel Air này các bạn nó rất là nhộn nhịp nha. Nhộn nhịp lắm. Rồi nhà hàng Việt Nam mình nó là tụ tập trung ở đây nhiều lắm. Nhà hàng Khoa Phước Hot Pot đó các bạn. Đó một cái building lớn như vậy nè. Mà bây giờ chưa có ai hết. Rồi. À, chưa có mở cửa. chưa mở cửa. Cho nên không biết bao giờ khai trương luôn. Ôi, bây giờ mình phải đi qua chỗ khác mà ăn rồi. Đây đâu có mở cửa đâu, Hot Pot này chưa có mở cửa rồi. Ừ thì đó. Chưa. Thì đây là bên hông này nè các bạn. Đó này cái xe mình đằng trước đó, xe mình đậu đây nè. Đằng trước đây. Rồi đây là bên hông. Thì cái này là cái mặt tiền của cái Khoa Phước Hot Pot đó các bạn. Ở đầu xe lớn. Thì đó. Đầu xe lớn đó, nhưng mà chưa có mở này nè. Thôi đi cho khách ăn mong ơi. Biết đã khai trương chưa mà thấy đóng cửa hết rồi nè. Không biết đã làm xong chưa đó, hoặc là đóng hôm nay đóng cửa không biết nữa. Sao vô ăn được chưa? Đóng cửa mẹ rồi. Đồ. Đồ. Vô coi coi có lá gì không? Speaking được không? Nó có gì sẵn sàng chưa? Sẵn sàng gì đó. Coi coi cái ủa cái này nó đóng cửa hay là nó chưa khai trương vậy? Không biết. Hả? Sao? Chưa xong hả? Đồ đạc còn nhiều lắm mày ạ. Hả? Đồ đạc trong nó nhiều lắm. Nó khóa lại hết rồi. Thằng này hồi xưa là phở ba ba vi. Cái gì? Phở ba ba vi. Này hả? Nó mua lại phở của ta, phá sản hả? Ủa mà cái bên này lớn chứ? Bên này lớn rồi, cái parking này cũng lớn chứ hả? Ủa nó có hình thằng Khoa Bất luôn nè. Hả? Nó làm cái hình của thằng Khoa Bất luôn nè. Cái hình nè. Đúng không, có con chó đó. Bất đó là nó nuôi chó mà. Nhưng mà bây giờ nó... đói quá, đi ăn đi. Ok, man. Ủa đi ăn chỗ nào. Xui quá. Quá thất vọng luôn các bạn ơi, mình đã bụng quá gì đó luôn rồi. Mình tưởng mình tới đây mình ăn, mình ủng hộ Khoa Phước. Nhưng mà thôi, đóng cửa hết rồi. Mình không biết là bao giờ mới mở đây nè. Thôi, bây giờ mình đi ăn. Kìa, cũng có người nhìn Khoa Phước kìa. người ta chắc người ta tới người ta ăn hả? Ăn đồ. Thì đó người ta tới ăn mà bây giờ thôi rồi. Đói quá. Thất vọng quá phải không? Thất vọng quá. Bây giờ đi ăn đâu? Ăn Kim Sơn ha. Rồi, thôi. Ok. Giờ quá đói luôn rồi, tới đây ghé đây. Thôi. Ở vậy là mình hy vọng cho các bạn biết đó là Khoa Phước đó, nhà hàng Khoa Phước á, ai mà chưa thấy nhà hàng Khoa Phước ở bên thành phố Houston, Texas như thế nào thì đó các bạn. Thì mình không biết đó là bao giờ mới mở, mà giờ hiện bây giờ thì bạn mình vô coi rồi thì nó chưa có thấy bàn ghế bên trong còn quá trời. Chắc mình nghĩ nó chưa có khai trương quá. Mình xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong video clip lần tới nha. Bây giờ mình lên đường kiếm chỗ khác ăn. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Ok.
đến